quay lên cây mười bích lại ha. Cây mười bích này nè, tại vì cái lô này nó đẹp quá anh chị anh em nào, và cây là cây lô một cho nên cái bộ rễ rất là khỏe. Hầu như cây bên vườn chăm á, về cái bộ rễ thì khỏi chê luôn anh chị đó. À, cây nó cao 20, 40, 50 xăng ha. Thì những cái chậu này thì ba cây là 180.000. Đây, cây rất là to anh chị, mình ghép ba cây và một chậu siêu khủng luôn á. Là về mình được một chậu rất là to. Và riêng cái dòng 10 bích này là hoa rất là thơm anh chị ha, hoa thơm. Thì hoa nó cũng ngang ngửa với bà liễu cho ngàn chứ không ít nha. Anh em nào đặt hàng thì cứ liên hệ giúp em. Số điện thoại là 0392312398 nha cả nhà. Tại vì cái lô này vườn em còn, cho nên em đặt số lượng thì có nhiều nha cả nhà ơi. Cho nên anh em đặt thoải mái, hàng rất là đẹp luôn. Hàng bữa nay là nó đẹp cho nên em phải làm clip thường xuyên lên để chia sẻ nhiều anh em sưu tầm cái giống này về chăm. Mấy cái dòng này là khi nó qua đợt là nó hết nha cả nhà. Tại vì anh em trồng á, nó qua đợt là anh em không có còn giống nữa. Cho nên khi mà cái đợt này nó đang đẹp nè. Nhổ cái chậu này rễ rất là khỏe luôn anh chị. Rồi cái nhà đặt hàng thì liên hệ với em là số điện thoại 0392312398 nha cả nhà. Ba cây là 180.000 em bao ship. Anh em đặt 10 cây sẽ là 500k em bao ship ha. 10 cây 500k em bao ship cây 10 bích nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video ha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe. Video này là em đăng lên kênh Vườn Lan Sĩ nha cả nhà. Tại vì em có mấy cái kênh YouTube á. Thì em đăng lên để anh em nào mà ở trong cái kênh nào thì mình sẽ được nhìn thông tin, cập nhật thông tin của kênh đó ha. Cảm ơn cả nhà. Dòng này thì nó mở ngọn, mở lá đi rất là đẹp nha.